Dạ hôm nay cho mấy anh chị xem cây dừa trái khủng của em nè. Đó. Trái thì ghê chưa, nhưng mà trái nó không có được bầu lắm, do lúc đầu nha. Đây. Trái bùng mới nè, bùng này nó này chăm sóc chảy nó trái nó mới tròn. Cái này trái khủng quá, hàng dây thì mới đạt nè. Đó. Chở ra 3-4 bẹ, 4 bắp trên đó rồi. Khúc này rụng hơi bị nhiều rồi đấy.